Xiaomi 20S 2.0 thông báo ngon và có tiếng Việt. Đấy là tin đồn thổi, còn đây là cái phiên bản chính thức 2.0.8 này anh em, trên con Xiaomi 15 nhá. Nếu mà thế thì ngon thật, nhưng mà thực sự là đây ngôn ngữ chả có thấy tiếng Việt đâu anh em ạ. Chắc là ở cái phiên bản sắp tới rồi, 3.0. Và cái phần thông báo ấy thì đúng là ngon thật, nhưng mà phải bật tất cả quyền lên thì mới ngon. Chứ không ấy thì nếu mà để như thế này anh em thấy 19 giây rồi nhắn tin không thấy nói gì cả. Và thậm chí vào hẳn app rồi nha anh em, không bật quyền nhưng vào hẳn app rồi, nhắn tin cũng không báo gì cả luôn. Và nếu mà bật các quyền auto start lên và tối ưu pin, khóa app thì nhận thông báo nổ tách tách luôn, cuộc gọi các thứ ngon lành. Riêng cái mail thì vẫn nổ như xưa, không thấy gì cả. Và ở cái thời điểm này nếu mà anh em muốn mua một chiếc máy và thông báo ngon ấy thì thật sự là 20OS 2.0 vẫn chưa ok anh em ạ, nên mua máy chính hãng ok nhá.